Tin áp thấp nhiệt đới gần biển Đông Sáng nay, ngày 17 tháng 9, áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Hồi 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 119,9 độ Kinh Đông. Trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất dùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 từ 50 đến 61 km trên giờ và cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km h giờ. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, 9, giật cấp 10, 11. Đến 10 giờ ngày 18 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,4 độ vĩ bắc, 114,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất dùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8 giật cấp 10 áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km, mạnh lên thành bão. Đến 10 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 16,5 độ vĩ Bắc, 111,5 độ Kinh Đông. Trên khu vực phía Tây quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất dùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 9 và cấp 11. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, dùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, dùng cần tam bão đi qua cấp 8 từ 62 đến 74 km h giật cấp 10 từ 89 đến 102 km h biển động mạnh. Dùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao từ 2 đến 4 m từ chiều và đêm ngày 17 tháng 9 tăng lên 3 đến 5 m Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Dùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, 8, độ cao sóng từ 2 đến 4 m Dùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, 8, độ cao sóng từ 1,5 đến 3 m Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông, trong cơn giông đề phòng gió giật mạnh lốc xoáy. Thời tiết khu vực tỉnh Long An, nhiều mây, có mưa diện rộng, có mưa rào và dông, mưa chừa có nơi mưa to. Trong cơn giông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Đề phòng mưa lớn cục bộ gây ngập các khu vực trụng thấp, ngày có lúc giảm mây hưởng nắng.